Chào mừng các bạn đã quay trở lại với tư vấn mua điện thoại và chúng ta lại cùng gặp nhau trong một video tư vấn tiếp theo. Các bạn có thể là nhìn phía sau lưng mình thì có rất nhiều những cái mẫu tai nghe True Wireless đến từ Motorola. Có một cái thiết kế phải nói rất là độc đáo cũng như những cái công nghệ tích hợp đi kèm. Và chúng ta sẽ có chất âm tốt với mức giá phải chăng chỉ rơi vào tầm khoảng là từ 1 đến 2 triệu đồng. Thế nếu như bạn nào muốn tìm hiểu kỹ hơn có thể là click vào link phía dưới mô tả video để tham gia vào cộng đồng Motorola ở trên Facebook. Câu hỏi đầu tiên đến từ bạn là Ngọc Hành Phạm. Em muốn mua Snap 855 không thò thụt pin trâu tí, tầm 6 đến 7, có thể có lên một chút. 855 mà lại không thích thò thụt à? Trong tầm này thì chỉ là mua Line New thôi em à. Đó, mà Line New thì trong tầm này thì cũng hơi khó nha. Bởi vì 855 thò thụt thì có K20 Pro này, là Reno 10X Zoom này. Đó, những con mà anh có thể là tư vấn cho em. Nhưng mà nếu như em không thích 855 thò thụt thì có nhiều đấy. Có là LG V50 ThinQ này, chúng ta sẽ có thêm là Xiaomi Mi 9, đúng rồi, cũng không thò thụt, cam giọt nước. Rồi còn thêm sẽ là G8 ThinQ, cũng sẽ một con máy rất tốt. Trong tầm như này, thậm chí nó sẽ còn rẻ hơn. Thì đó, nếu như em muốn mua thì có thể là xem lại cái video top smartphone trang bị 855 của anh. Ở trên kênh Đam Mê Công Nghệ sẽ có link mua những cái chiếc máy đó luôn. Câu hỏi đến từ bạn là Nguyễn Duy Thái. Chào ắt, hiện tại mình muốn mua máy trong tầm 4 đến 5 của Oppo, Huawei. Sử dụng giải trí, không cần game, chụp ảnh ổn, pin trâu. Mong ắt tư vấn, chúc ắt sức khỏe và thành công. À, coi nào, tầm 4 đến 5 của Huawei thì cũng Oppo cũng rất ít những cái chiếc máy mà chúng ta có khả năng giải trí thực sự tốt. Đó, ý là có chất âm thanh, rồi có màn hình, các thứ. Và Huawei trong tầm này thì cũng chỉ mua được P30 Lite, Huawei Y9S và những cái mẫu máy này thì nó hơi cũ rồi. Nó ra mắt tầm khoảng 1 đến 2 năm về trước thì cũng gọi là hơi ấy. Thì thôi, trong tầm này thì nếu như Oppo, Huawei thì mình cứ liệt kê một vài những cái mẫu máy nổi bật để bạn tham khảo nha. Oppo thì có con A9 2020, thì mình thấy nó bán trong tầm 4,5 đến 5. Con này thì có 8GB RAM, 128GB bổ nhớ trong, rồi con 665. Được cái thì nó có loa kép, đó, âm thanh nghe thì cũng được. Nhưng màn hình chỉ là HD Plus, nó hơi ấy một chút ha. Option thứ hai sẽ là Oppo A52. Con này thì nó sẽ có pin 5000mAh, có loa kép, có 6GB RAM, 128GB bổ nhớ trong. Và màn hình của nó sẽ đạt độ phân giải là Full HD Plus, thì bạn cày phim thì nó cũng gọi là ổn hơn. Đó, còn Huawei tầm này thì mình cũng hạn chế tư vấn, hầu như không có con máy nào. Nói chung nhu cầu này thì nên mua máy mới full box độc hộp chính hãng cho nó yên tâm ha. Câu hỏi đến từ bạn Tào Quang Thỏ. Anh ơi, có tầm là 4 đến 6 thì nên mua máy nào? Chỉ cần cam pin chính hãng, mong anh lên sóng, chúc anh nhiều sức khỏe. 4 đến 6 mà cần cam pin chính hãng thì Realme 7 nên chờ con máy này nha. Thì nó chắc chắn cũng sẽ bán trong tầm giá như thế này. Và nó sẽ có cam pin, pin là 5000mAh, sạc phốc là 4.0 30W. Tiếp theo thì Redmi Note 9 Pro, con này thì cũng sẽ có là pin rất trâu và có cam tốt, bộ ống kính 64 chấm, thiết kế cao cấp. Câu hỏi đến từ Nguyễn Văn Dũng. Comment nhiều lần rồi mà chưa được lên TV. Anh ơi cho em hỏi là con Vivo IQZ1X chiến game 3 năm mượt không, trong tầm giá đó có con nào hơn không? Hầu như trong tầm giá thì cũng sẳn sàn nhau về cái mặt option cấu hình. Nhưng mà con Z1X thì nó sẽ thiên về gaming hơn nên sẽ có tản nhiệt, pin 5000, cho chúng ta có là con 765G, màn hình 120Hz thì ok. Cấu hình này thì chiến game tốt trong vòng 3 năm, em không phải là bận tâm. Và dòng máy Vivo IQ thì có sẵn tiếng Việt để mà chúng ta dùng. Câu hỏi đến từ bản kiếm tiền nhanh. Anh ơi, em có tầm 4 đến 5 triệu đồng nên mua máy nào pin 5K chơi game Free Fire mượt 2 đến 3 năm? Chỉ mua tải thế giới di động thôi, mong anh tư vấn, chúc được 100.000 sốc. Tầm này thì em sẽ là mua con là Vismart Lite 4 đi. Con này sẽ có là pin 5000mAh, là Free Fire mượt 2-3 năm thì nó cũng được ở một cái mức độ nào đó. Và có bán chính hãng tại thế giới di động 18 tháng bảo hành, 101 ngày đổi trả, hoàn toàn yên tâm. Câu hỏi đến từ bạn là Huỳnh Lưu. Anh ơi, chắc phải là trong tầm 5 đến 6 thì nên mua con điện thoại nào cũ mới đều được. Nhu cầu là chơi game như TFT và Liên Quân, mức trung bình trong 3 đến 4 năm, render video nhẹ nhàng, chỉnh sửa ảnh. Đặc biệt khá thích chụp ảnh phần cam em để ý. Đang nhắm K20 Pro cũ mau được lên sóng. Nói chung cũng được, nhưng mà K20 Pro thì camera nó cũng không phải là con xuất sắc nhất trong tầm này. Tầm này nếu như muốn cam ngon nhất cứ quất một Huawei, hai là cái dòng biết sao không, Pixel Google. Bởi vì tầm 6 là mua được Pixel 3, Pixel 3 XL. Huawei thì mua được Mate 20 cũng con cam cực kỳ tốt, hoặc là khéo mua thì đôi khi hên xui thì mua được con Mate 20 Pro, camera của nó cũng phải nói là cực kỳ tốt luôn. Thì nó sẽ là hợp lý hơn cho cái nhu cầu thiên về camera của em ha. Em cứ cân nhắc. Phần cuối của video tư vấn ngày hôm nay thì mình sẽ làm nói một chút về một số những cái mẫu tai nghe True Wireless đến từ Motorola mà mình đang có đây này. Đó, thì đối với Motorola thì họ sẽ là quay lại thị trường Việt Nam với lại là những cái sản phẩm phụ kiện của mình. Thì chúng ta có thể kể đến như gọi là tai nghe True Wireless, tai nghe Over Ear,
rồi là một vài những cái mẫu tai nghe khác, và chúng ta còn có thêm một số những cái món phụ kiện khác. Đó sẽ có rất nhiều và đa dạng để các bạn lựa chọn. Thì những cái mẫu True Wireless Motorola thì mình trải nghiệm trong thời gian cũng tương đối, thì mình thấy nó có một số những cái điểm mạnh. Đầu tiên về cái mặt design ấy, cái mặt thiết kế, thì mình thấy nó có một cái chất gì đó đậm chất Motorola, và nó có vẻ như nó rất là công nghệ và nó khác biệt hơn so với những cái mẫu True Wireless khác trên thị trường, như kiểu là cái mẫu Verbird 400 này này, các bạn có thể là thấy chưa, rút nó ra rút nó vào như kiểu là một cái viên viên thuốc, khá là hay ho luôn. Và chúng ta sẽ lấy tai nghe ra như này, có 5 châm hút như này đó, có đèn led thông báo mức pin các thứ, hoàn thiện thiết kế khá ok. Tiếp theo là cái mẫu Verbird này thì màu sắc nó rất là trẻ trung đúng không, sẽ có là màu xanh nhã nhặn này, chúng ta sẽ có thiết kế logo Motorola đậm chất gọi là công nghệ. Chúng ta sẽ có thêm một số những cái mẫu tai nghe khác cũng tương tự này, và sẽ có những cái mẫu giá rẻ rơi vào tầm khoảng hơn 1 triệu đồng đó. Những mẫu này thì nó đều trang bị chống nước từ IPX4 đến IPX7, chúng ta có thời lượng pin trâu, chất âm thanh tốt nha, ý là cái chất âm của nó tốt, bởi vì nó sẽ là được tinh chỉnh bởi cái hãng âm thanh mà tinh chỉnh cho là JBL. Nói chung là cái hãng âm thanh đó thì tinh chỉnh cho cả JBL, đã tinh chỉnh cho Motorola. Thì chi tiết các bạn có thể là click vào đường link phía dưới mô tả video nếu như muốn tham gia vào group như ở đầu video mà mình nói, để mà chúng ta tìm hiểu, giao lưu kỹ hơn.